tôi hỏi là trong bài giới thiệu về quả sung thì có một mục là sử dụng sung khô để tăng cường chức năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ. Vậy cho tôi hỏi là quả sung khô có thể dùng để ngâm rượu có được hay không ạ? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì quả sung là một vị thuốc có rất là nhiều công dụng hay. Không chỉ vậy, quả sung còn là một loại thực phẩm cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Theo kinh nghiệm dân gian thì ngoài những công dụng quý như là điều trị sỏi mật, điều trị bệnh trĩ, giảm đau nhức xương khớp, tăng cường tiêu hóa thì quả sung còn có công dụng là tăng cường chức năng sinh lý. Quả sung thì thường được dùng dưới hình thức là sắc nước uống. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng quả sung để ngâm rượu. Rượu quả sung gần chín thì còn sẽ có tác dụng là giảm đau nhức xương khớp, tăng cường chức năng sinh lý, rất là tốt cho nam giới. Cách ngâm rượu quả sung như sau: chúng ta lấy quả sung gần chín, đem bổ đôi và phơi khô, sao vàng hạ thổ, sau đó thì đem ngâm với tỷ lệ là 1 kg sung khô ngâm với 4 lít rượu, ngâm trong thời gian khoảng 1 tháng trở lên là có thể sử dụng được. Rượu sung thì có mùi thơm nhẹ, vị chát, có thể sử dụng hàng ngày trong mỗi bữa ăn. Mỗi bữa ăn thì chúng ta nên sử dụng khoảng từ 2 đến 3 ly rượu nhỏ thì sẽ rất là tốt.